Chúng ta đang gặp gỡ các cặp đôi vận động viên lứa tuổi thanh niên với vòng thi chung kết hạng A năm vũ điệu stand up. Và bây giờ cùng quay trở lại chào đón các cặp đôi vận động viên các số đeo 73, 74, 75, 78 và 146.
Chúng ta đang được gặp gỡ các cặp đôi vận động viên lứa tuổi thanh niên thi đấu vòng thi chung kết hạng A năm vô địch stand up. Và bây giờ các vận động viên sẽ cùng đến với bài thi đấu điệu nhảy slow foxtrot. Xin mời âm nhạc.